Tương tự như vậy, trở về ở đây thì thầy Thái đang muốn hướng cho quý vị đi vào cái chương trình này, tức là giống như chúng tôi là mình làm giữa giáo dục và y tế, tức là mình giáo dục chăm sóc sức khỏe cho bà con mình. Vậy thì cho người ta cái sức khỏe, cho người ta cái trí tuệ, làm sao mình chỉ trao cho người ta những cái căn bản thôi, rồi mình phải kích hoạt động viên mỗi người phải làm sao tự đứng lên, tự làm chủ, tự tìm hiểu những cái xung quanh khu vực mình để làm sao mình tận dụng tối đa. Mà cái mà lúc trước tôi cũng đã chia sẻ với quý vị rồi, có những cái rất bình thường, có những cái rất nhỏ nhặt, nhưng mà tại sao chúng ta cứ phải nhập ở nước ngoài? Cái điều rất đáng buồn là trí tuệ của người Việt Nam nói chung và của giới trẻ nói riêng rất tuyệt vời. Có rất nhiều cái sáng chế, có rất nhiều cái nghiên cứu, có rất nhiều cái trí tuệ tuyệt vời trong tất cả mọi lĩnh vực. Điều thứ hai là cái năng lực, cái nhân sự, cái con người và là lực lượng lao động. Việt Nam mình nói riêng và các nước châu Á nói chung dồi dào cái này. Quý vị thấy chưa? Vậy thì tại sao những cái nước khác người ta dùng chất xám, trí tuệ của người Việt Nam đứng đầu tất cả các lĩnh vực rất là giỏi, tại sao xuất khẩu lao động đi các nước được mà mình lại không làm được ngay trên đất nước mình không đóng góp ngay trên đất nước mình? Thì như vậy, những anh em trẻ, những người có tâm huyết, chúng ta phải xem lại cái điều này. Mình phải làm sao mình phát huy cái trí tuệ của Việt Nam, mình phải làm sao mình sử dụng cái nhân lực của người Việt Nam, sử dụng cái tài nguyên của Việt Nam để làm sao mình có thể phát huy được tối đa. Mình có thể học công nghệ, mình có thể sử dụng khoa học kỹ thuật từ nước ngoài, nhưng mà làm sao tất cả những cái đó mình phải đem và mình đóng gói, mình làm ngay ở đây. Từ đó mình mới có cái, không phải là cái tự hào dân tộc, nhưng mà từ đó mình mới phát huy được cái tính năng đúng, giống như nãy chúng tôi nói quý vị đó. Là gì? Là từ những cái rất là căn bản này, quý vị thấy chưa? Từ những cái rất là căn bản ở đây thì chúng ta thấy rằng tạo hóa nó đã tạo cho từ một cái đơn vị nhỏ là một cái nguyên tử rồi. Vậy thì khi mà chúng ta làm đúng cái này, tức là chúng ta làm đúng luật vũ trụ, thì chúng ta mới tồn tại và phát triển được một cách vững bền. Còn nếu mình cứ bị lệ thuộc vào bên ngoài, mình càng bị lệ thuộc vào bên ngoài bao nhiêu là mình càng bấp bênh bấy nhiêu, mình càng lãng phí bấy nhiêu. Và mình phải đặt vấn đề lại một lần nữa là tại sao bao nhiêu nước tiến bộ người ta sử dụng nhân tài của mình, phải không? Đâu phải là mình ngu dốt gì đâu, đâu phải là mình thiếu nhân tài đâu, mình có quá nhiều. Thứ hai nữa, lực lượng lao động của mình quá nhiều. Vậy thì làm sao chúng ta phải tận dụng, làm sao chúng ta phải sử dụng và phối hợp nó vào. Vậy thì đây cũng là một cái gọi là tư duy mới, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải biến nó thành hiện thực ngay trong cái giai đoạn này trở đi. Cái điểm tiếp theo nữa là gì? Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì cũng thế, trước giờ mình vẫn ăn cơm, mình vẫn ăn rau, thậm chí một số quý vị vẫn chưa có thể ăn thực vật hoàn toàn. Vậy thì bây giờ chúng ta nhận thức cái cách nuôi dưỡng, chúng ta phải đem vào ứng dụng ngay trong đời sống của mình. Đừng đòi hỏi cái gì nó cao siêu. Làm sao cố gắng đơn giản hóa nó lại, trung thực hóa nó đi. Thì cái điều này nó rõ ràng, nó rất là đơn giản, nhưng mà có khi chúng ta không chịu làm. Bây giờ làm sao trong một cái bữa ăn của mình, nó càng đơn giản bao nhiêu, nó càng trung thực bao nhiêu, tức là mình đang nuôi dưỡng sự chân chính, sự trung thực, sự giản đơn. Thì như vậy mình được rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là mình không làm cho nó biến chất, mất chất. Thứ hai, mình không thêm những cái chất độc vào. Cái thứ ba là nó dễ dàng tiếp nhận, hấp thu, chuyển hóa. Cái thứ tư là nó sẽ ít tốn thời gian và công sức hơn để xử lý. Nó ít tạo ra chất độc hơn, tức là nó có rất nhiều cái lợi lạc. Và cái nhân quả, cái cộng hưởng là chúng ta sẽ thấy rằng tổng
hết tất cả mọi cái đó, nó giúp cho cá nhân mình, nó giúp cho người thân mình, nó giúp cho xã hội mình được khỏe mạnh. Ai cũng ý thức được như vậy hết thì người ta sẽ không tạo ra quá nhiều cái sản phẩm để dụ dỗ mình với những cái hương vị, với những cái độc tố, với những cái hóa chất. Rồi khi mà mình có những cái sản phẩm như vậy thì mình cũng dễ dàng nhận diện nó, đó là sản phẩm sạch hay sản phẩm không sạch. Mình ít bị những cái phản ứng hóa học nó tương tác khi mình phối hợp nó quá nhiều, và cuộc đời của mình nó cũng thảnh thơi hơn, nó nhàn hạ hơn. Vậy thì chúng ta phải ý thức được điều này và chúng ta quyết tâm làm. Chúng ta phải quyết tâm làm. Chưa làm được 7 ngày một tuần lễ thì ít nhất phải 4 ngày tới 5 ngày. Thì như vậy chúng ta mới thấy mình vượt qua cái mức trung bình là 50%. Nói chung tùy theo, nó phải tùy theo, nó linh hoạt chứ nó không cố định. Lấy ví dụ như hồi nãy chúng ta nói, một cái người mà xưa nay mình cứ bị kẹt cà phê hoài, cứ mỗi sáng là phải có một ly cà phê, mỗi ngày phải có 2-3 cốc cà phê, thì bây giờ nếu mình chưa đủ cái ý chí nghị lực của mình để mà bỏ cà phê liền ngay lập tức, thay thế bằng những cái khác, thì bây giờ mình thay vì một ngày 2 ly, giờ mình chỉ giảm xuống một ngày còn 1 ly. Nếu mà người nào một ngày 1 ly, bây giờ mình giảm xuống một ngày còn nửa ly, thấy không? Và mình quyết tâm trong vòng 2 tuần, tối đa là 3 tuần, là mình sẽ thay thế hoàn toàn cà phê bằng trà, thậm chí bằng tập thể dục, bằng hít thở sâu, bằng cái sự có mặt trọn vẹn cho mình, để mình tỉnh giác. Tỉnh giác bằng ý thức của mình, thay vì bằng một cái mình dựa dẫm vào bên ngoài. Bây giờ quý vị đang lỡ nghiện hút thuốc lá, mà nếu người nào thực tập cái phương pháp chúng tôi thì bảo đảm quý vị sau một tuần lễ quý vị sẽ bỏ được thuốc lá hoàn toàn. Nhưng mà nếu như mà mình chưa có đủ cái sức mạnh như vậy thì bây giờ chúng ta thay vì mình hút 20 điếu một ngày, bây giờ mình sẽ quyết tâm mình giảm xuống còn 15, còn 10, còn 5 và còn 1 điếu trong vòng 2 đến 3 tuần là mình dứt. Thành ra nó sẽ tùy, nó sẽ tùy. Cái người mà chỉ hút ngày vài ba điếu thành cái thói quen thì bây giờ mình dễ dàng mình bỏ, hơn là một cái người nó đã bị cái nồng độ nicotine trong máu nó quá cao rồi, thì nó đòi hỏi là mình phải có ý chí mạnh hơn thì mình mới có thể vượt qua được. Vậy thì trong cái giai đoạn này chúng ta phải mỗi một việc, mỗi một cái cách nuôi dưỡng, từ thức ăn, thức uống trong đời sống hàng ngày của mình, thì chúng ta phải ý thức và phải quyết tâm. Chứ chúng ta không thể hứa hẹn, chúng ta không nói thôi để ngày mai. Và quý vị làm cái điều này một lần nữa là lợi lạc cho chính bản thân mình trước hết. Và khi chúng ta nhớ rằng luật vũ trụ là luật nhân quả, mình làm một cái điều tích cực tốt đẹp, mình sẽ là cái người hưởng lợi trước. Mình càng làm nó liên tục bao nhiêu, nhiều bao nhiêu, mình sẽ được cái sự cộng hưởng hấp dẫn đó, để nó tiếp tục nó đẩy mình, nó đẩy mình tới. Và mình càng hỗ trợ động viên những cái người xung quanh mình nhiều bao nhiêu, mình càng có cái cộng đồng lớn bao nhiêu, thì mình lại càng được hỗ trợ nhiều hơn nữa, và mình sẽ có được cái sự phản hồi, cái feedback hay là cái kết quả trở lại tốt đẹp hơn nữa. Lấy ví dụ, thay vì bây giờ nếu mà mình đang cai thuốc lá, okay, nhưng mà cái người bạn đồng nghiệp của mình vẫn còn hút thuốc lá, thì đó là một cách để nó nhắc nhở mình. Thành ra mình sẽ thấy người ta hút thì thành ra mình sẽ hút, như vậy là nó sẽ bất lợi cho mình. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao hỗ trợ cho cái người bạn của mình. Chưa kể nữa, Việt Nam mình có cái thói quen là mời người khác hút hay là ép người khác hút, giống như uống rượu. Vậy thì bây giờ mình phải tỉnh giác hơn, tránh ra. Giả sử như bây giờ mình chưa thể thuyết phục được cái người bạn của mình, vậy thì mình biết là cái giờ giải lao là anh chàng kia sẽ tranh thủ bước ra hút thuốc lá, vậy thì cái giờ giải lao mình sẽ đi qua cái chỗ khác. Mình biết cái anh mình đang cai rượu, mình đang cai rượu dần, mình muốn tránh bớt tiệc tùng bạn bè, vậy thì bây giờ mình biết rằng mình chưa thể thuyết phục những cái người xung quanh, vậy thì trước hết mình phải quyết tâm cho chính mình, bởi vì mình biết rằng nó sẽ gây hại gan, viêm gan, xơ gan, ung thư gan, rồi từ đó rối loạn nội tiết, rồi bị bệnh gút, bệnh cao huyết áp, bệnh mỡ trong máu, bệnh thần kinh, vân vân và vân vân. Vậy thì bây giờ mình quyết tâm mình làm cho mình trước. Mình chưa giúp được những người xung quanh, vậy thì khi nào mình ta mời mình đi tiệc tùng, mình tìm cái lý do nào đó để mình chối từ.
phải không? Vậy thì đó là những cái cách mà chúng ta phải quyết tâm chúng ta làm. Còn nếu chúng ta không quyết tâm, chúng ta cứ nói thôi kệ nó, thôi kệ nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được cái điều gì hết. Và ở đây là một lần nữa chúng tôi nhắc là nó không đòi hỏi quý vị làm một cái điều gì cao siêu xa vời hết cả. Làm sao với cái sự tỉnh giác của mình, mỗi một cái việc nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày của mình, ở đây là cái trước hết nha. Cái này là cái căn bản nhất. Chúng tôi không đòi hỏi quý vị phải làm cái điều gì ngoài hết. Tức là từ cái ăn, cái uống, cái hít thở, cái vận động, cái suy nghĩ. Cái mình như là cái suy nghĩ của mình thì mình chưa có thể gọi là có mặt trọn vẹn để thấy lên từng cái khởi niệm của nó. Nhưng mà mình có thể nhìn nó qua những cái thô hơn, chẳng hạn như cái hơi thở. Khi mà mình thực tập có mặt trọn vẹn thường xuyên hay là quan sát cái hơi thở của mình, vậy thì khi mà mình hơi bực ai một tí xíu, nghe một cái lời nói nào đó mà mình thấy không thoải mái, nhìn mặt một cái người nào đó không ưa, là mình bắt đầu thấy trong này nó nóng 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 lên rồi, nó bực bực rồi, là bắt đầu thấy cái hơi thở của mình. Vậy thì quan sát hơi thở hay là quan sát cái cảm giác của mình là nó đã báo cho mình biết rồi. Vậy thì lúc đó mình không tránh được người ta, mình không đẩy người ta ra khỏi cái tầm nhìn của mình, không đẩy người ta ra khỏi cái tầm nghe của mình được. Vậy thì cách tốt nhất là mình tránh đi, phải không? Mình chủ động, mình tránh, mình né đi. Đấy, vậy thì đó là cái mà mình phải thực tập. Mình phải thực tập cho mình. Rồi kế đến là gì? Kế đến là chúng ta thấy cái ăn, cái uống. Cái người nào mà đang còn thói quen uống rượu, uống bia, uống cà phê, uống nước ngọt, uống trà sữa, thì chúng ta phải quyết tâm nha. Chúng ta phải quyết tâm. Và Việt Nam mình nói riêng, cả thế giới, nhưng mà đặc biệt Việt Nam mình là cái xứ nóng, thì quý vị còn bị một cái nữa mà nó ảnh hưởng quý vị khá nhiều mà chúng ta không biết, là gì? Rất là bình thường, đơn giản, nước đá lạnh. Nước đá lạnh à. Thành ra khi mà chúng ta thấy mình khát à, mà chúng ta chủ động chuẩn bị đi tới mở cái tủ lạnh ra hay cầm một ly nước lạnh lên, thì chúng ta cầm vào cái tay của mình, chúng ta thấy nó lạnh là chúng ta phải tỉnh liền. Từ cái cảm giác của cái xúc chạm là mình phải tỉnh, không uống nước lạnh. Thì quý vị phải quyết tâm như vậy, chứ không đòi hỏi quý vị làm cái điều gì xa vời cả. Nếu những ai chưa học thì chúng ta chưa biết, nhưng đây chúng ta nói rất ngắn gọn là gì? Chúng ta biết rằng cái nhiệt độ của mình ấm 37 độ, bây giờ mình uống một cái thứ gì, tức là mình nạp một cái thứ gì cái nhiệt độ thấp hơn mình, thì như vậy bắt buộc cơ thể mình phải sử dụng một cái nguồn năng lượng để mà trung hòa nó, là mình đã lãng phí một cái nguồn năng lượng vô ích rồi. Quý vị thấy chưa? Thứ hai nữa là cái nhiệt độ giữa cái nguồn mình đưa vào và cái nhiệt độ của cơ thể mình càng chênh lệch bao nhiêu, tức là nó làm cho mình bị dao động nhiều bấy nhiêu. Vậy thì thân nhiệt dao động, nội tiết thao động, dịch tiêu hóa dao động, tâm thức nó dao động, tức là nó bất an. Đơn giản vậy thôi, chưa nói những cái hậu quả gì sâu xa hết. Nè. Thì đó là những cái uống bình thường của mình. Thì tùy theo mỗi người có cái thói quen như thế nào thì mình phải quyết tâm. Cái ăn cũng vậy. Chúng ta có cái thói quen là ăn quá nhanh, ăn quá nhiều. Vậy thì bây giờ ngoài cái việc mà giảm thiểu tối đa thức ăn động vật, thì chúng ta còn phải giảm thiểu những cái thức ăn chế biến, giảm thiểu cái lượng đưa vào và giảm thiểu cái ăn nhanh. Thì chúng ta phải quyết tâm làm cái điều này. Còn nếu chúng ta không quyết tâm thì chúng ta sẽ thấy rằng đừng bao giờ mong. Tại vì khi mà chúng ta đang nuôi dưỡng, mà chúng ta nuôi dưỡng nhanh quá như vậy, thì cái cuộc đời của mình lúc nào nó cũng vội vàng, lúc nào nó cũng căng thẳng. Chúng ta càng đưa vào nhiều bao nhiêu thì nó càng làm cho cái người mình nó bề bộn, nó rối rắm bấy nhiêu, thì chúng ta đang tiếp tục nuôi dưỡng cái đó, thì công việc của chúng ta, các mối quan hệ của chúng ta trong xã hội, trong công sở, nó cứ thế nó bề bộn, nó rối rắm. Nó rất là đơn giản, nó rất là cụ thể quý vị. Thành ra nếu như mình không quyết tâm nhìn ra nó, những cái sinh hoạt rất bình thường trong đời sống của mình, để chuyển hóa nó dần, thì không bao giờ mình có được một cái sự gì tiến bộ và tốt đẹp hơn.
chứ không đòi hỏi quý vị phải làm cái gì cao siêu hết cả. Bây giờ quý vị chuẩn bị cầm cái phone lên, gọi điện thoại, mình xem là bây giờ mình có được bao nhiêu phút, mình gọi cái gì, mình làm cái gì, hay là mình check Facebook, mình trả lời cái gì, được bao nhiêu phút. Chứ mình đừng có để là mình lên một cái nó kéo mình ha. Mình dự định 5-3 phút nó kéo mình 15-20 phút, chưa kể những người mà nghiện game nữa, thì mình cũng phải tỉnh thức. Rồi cái tỉnh thức gì nữa, tức là chúng ta thấy mình cứ khi là mình cứ cầm cái điện thoại, mình cúi cái đầu mình xuống như vậy, thì bây giờ mình phải tỉnh thức là mình phải cầm cái tay mình nâng nó lên. Làm sao cho cái cổ mình đứng, tại bây giờ chúng ta thấy rằng mình bị thoái hóa đốt sống cổ quá nhiều, rồi nó bị đau nhức cổ gáy vai, mà khi nó chèn ép cái này thì máu không lên, oxy không lên não, thì mình lại bị mờ mịt, rồi mình lại uống cà phê, uống chất kích thích, phải không? Hay là mình bị mỏi mệt, bị căng thẳng, rồi mình bực bội, công việc không hiệu quả. Thành ra có những cái việc rất là bình thường, nhưng bây giờ chúng ta phải tỉnh giác hơn, làm mới nó hơn ngay lập tức, chứ chúng ta không thể chần chờ nữa. Chúng ta không thể chần chờ. Và khi quý vị có làm được cái điều đó, thì ngay lập tức trong cái thân, trong hệ thống đường ống, trong hệ thống miễn dịch, trong cái suy nghĩ, cái tư duy của mình, tất cả những cái dòng chảy, tất cả những đường ống đó, nó mới lưu thông được. Thì lúc đó nó mới tạo ra sự thông thoáng, nó mới tạo ra sự tốt đẹp, nó mới làm ra cái sự thăng hoa. Còn nếu mình không làm được cái điều đó ngay bên trong mình, thì nó sẽ tù túng. Mà tù túng thì nó sinh ra đau nhức, nó sinh ra ô nhiễm, nó sinh ra bế tắc, nó sinh ra tù động, nó sinh ra đủ thứ chuyện hết. Cái đồng tiền cũng vậy, quý vị thấy không? Khi mình có tiền mình đầu tư, mình cho ra, thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ sinh sôi nảy nở. Currency mà, tiếng Anh nó là currency. Thì cái trí tuệ của mình cũng vậy, cái nụ cười của mình cũng vậy, cái niềm vui hạnh phúc cũng vậy. Mình càng cho nó ra bao nhiêu, thì nó lại càng sinh sôi nảy nở, nó lan tỏa bấy nhiêu. Còn nếu mà nó không được kích hoạt, nó không được cho ra, mà mình cứ thủ nó lại, mình giữ nó lại, thì nó không phát triển được, kể cả cho mình mà kể cả cho kinh tế nhà đất nước. Vậy thì ở đây chúng ta phải thực tập những cái điều này. Mà nếu chúng ta không lắng nghe, không thực tập được cho chính mình, thì không thể nào mình đòi hỏi những cái xung quanh tốt đẹp hơn. Mình muốn xách một cái xe, mình chạy ra, mình xem thử coi mình đi đâu, tới đâu, làm gì, chứ không phải là cứ xách xe chạy chơi chỗ này ghé chỗ kia. Nó lãng phí nguyên liệu xăng nhớt, nó tạo ra khí độc, nó tạo ra ô nhiễm môi trường, chưa kể nữa nó tạo ra thêm tai nạn giao thông. Vậy thì qua cái sự mà được ngồi bình yên trở lại trong vòng 2-3-4 tháng vừa qua, chúng ta đã học được cái gì, chúng ta đã chiêm nghiệm được cái gì, thì giờ mình phải đem ra mình ứng dụng từng việc một, từng hành động một vào đời sống của mình. Và mình phải là người làm cái điều này để mình nhận thấy cái kết quả, cái chuyển hóa của mình trước. Như vậy mình mới có đủ cái năng lượng để mà cộng hưởng, để mà lan tỏa ra cái môi trường xung quanh của mình. Và mình mới được tiếp tục nhờ cái năng lượng đó, nó đẩy mình lên, hỗ trợ cho sự thực tập của mình và bảo vệ cả cái cộng đồng của mình. Và từ cái việc thực tập đó, nếu quý vị nhìn sâu hơn một tí xíu nữa, thì quý vị sẽ thấy rằng mình đang giúp làm sạch cái nhà, làm an cái nhà, mà không phải cái nhà nhỏ của mình mà cả cái nhà lớn luôn. Lấy ví dụ, khi quý vị bớt tiêu thụ là quý vị sẽ có bớt rác trong nhà mình. Mà bớt rác trong nhà mình tức là sẽ bớt rác cho cái đất mẹ. Quý vị bớt tiêu thụ là chúng ta sẽ bớt đi cái nguồn cung ứng. Tại vì bớt cầu thì nó sẽ bớt cung. Vậy thì người ta sẽ không dùng hóa chất kích thích. Người ta sẽ không sử dụng công nghệ đột biến quá nhanh, quá nhiều. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy chẳng hạn như khi một cái dịch bệnh nó ra, khi một con virus, con vi khuẩn nó ra, nó đâu có phải là sinh sôi nảy nở quá nhanh như vậy. Nhưng mà chính chúng ta kích hoạt cái gì chúng ta cũng muốn nhanh, muốn nhiều. Đời sống chúng ta lúc nào cái lòng tham của chúng ta cũng quá lớn. Vậy thì cái năng lượng đó nó đã kích hoạt ra bên ngoài rồi. Đó, từ trong cái thức ăn hàng ngày của chúng ta muốn cái gì nó cũng phải nhanh hết. Cái cây lúa cũng vậy, cái cây táo, cây rau, cái gì nó cũng muốn phát triển nhanh hết.
chúng ta nó muốn nó phát triển cho nhanh, cho lẹ, cho nhiều. Vậy thì bây giờ khi chúng ta tạo ra cái lực đó thì cái môi trường xấu thì nó sẽ tạo ra những cái con vi khuẩn virus xấu và nó cũng sinh sôi nảy nở nhanh nhiều. Nha. Mà chúng ta không nhận ra cái điều đó, bây giờ chúng ta lại còn phản ứng. À, chúng ta lại càng phản ứng. Vậy thì khi chúng ta càng phản ứng mạnh bao nhiêu, phản ứng bằng cái tâm thức, phản ứng bằng lời nói, phản ứng bằng hành động, thì chúng ta càng phản ứng bao nhiêu thì cái phản lực nó trở lại. Khi mình phản ứng tấn công nó bao nhiêu thì nó phải đối phó bấy nhiêu, nó phải tránh né bấy nhiêu, nó phải tạo ra những cái lực bấy nhiêu, thành ra nó đột biến cũng nhanh, nó sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình không nhận được cái gốc, mình không chuyển cái gốc mà mình cứ đi làm cái ngọn, tức là vô tình mình làm cho nó gia tăng, vô tình mình làm cho nó rối thêm, và mình lại là cái người lãnh ngược trở lại hết tất cả những cái đó. Vậy thì khi chúng ta giảm thiểu cái tiêu thụ và chúng ta có ý thức trong việc tiêu thụ của mình như vậy, thì quý vị sẽ thấy cái rác tổng thể nói chung nó giảm. Kế đến là gì? Những cái rác ni lông, chai nhựa, hộp xốp, nó sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm đi. Tại bây giờ quý vị cứ nghĩ là một ngày mình 2 ly cà phê, 3 ly cà phê hay 1 ly trà sữa, thuốc lá, tức là mình đã thải ra bên ngoài biết bao nhiêu cái thứ mà nó không thể chuyển hóa được. Vậy thì mình đang làm ô nhiễm chính mình vì cái sự tiêu thụ đó và vì cái sự thải rác ra bên ngoài. Thành ra mỗi một người chúng ta phải làm sao cố gắng ý thức cái điều này. Và chúng tôi không cần quý vị làm thiệt ngon lành, thiệt dữ dội, thiệt hoành tráng trong một cái giai đoạn ngắn. Mà cái quan trọng ở đây là chúng ta phải có ý thức tỉnh giác, kiên trì, chậm nhưng mà chắc và dài. Thì nó mới đúng rồi. Bây giờ quý vị muốn một cái cây nó trưởng thành đều đặn, nó cho trái đều đặn, hay là nó ra, nó lớn lên cái ào một cái, thiếu nước cái là nó khô, nó chết ngắt. Nó lớn lên cái ào một cái, một trận gió thổi ngang nó gãy. Nó ra trái một cái ào một cái, xong nó chín, nó rụng, là mình thu hoạch, mình cũng không kịp, tiêu thụ cũng không kịp. Thì tất cả nhân quả nó đều tương ưng rõ ràng như vậy. Và một lần nữa, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì mỗi một cái hành động, mỗi một cái sinh hoạt rất là bình thường trong đời sống của mình. Thì nếu mà một cái người gọi là tiến bộ, thì khi mình chuẩn bị mình làm cái đó là mình vừa có ý thức liền. Khi mình vừa khởi niệm cái niệm là mình ý thức. Lấy ví dụ như giờ mình theo cái thói quen là mình tới tủ lạnh, khát nước, tới tủ lạnh, mở cái tủ lạnh ra, lấy một cái chai nước trong tủ lạnh ra. Vậy thì khi mà vừa khởi cái niệm đó, mình nhận điện nó ra liền, thôi tới lấy cái bình nước lọc uống, hay là mở cái bình cách điện ra, chế cái nước ấm ấm ra uống. Có người chậm hơn tí xíu, vừa cầm cái tay cầm tủ lạnh là mình tỉnh giác. Có người chậm hơn tí xíu, vừa mở cái cửa tủ lạnh ra, cái hơi lạnh nó phà vào mặt mình, tỉnh liền, thay đổi là tỉnh liền. Thấy không? Hay là có người trễ hơn tí xíu khi cầm cái ly nước lạnh trong tay, hay là thậm chí đưa cái ly, lỡ đưa cái nước vào miệng mình rồi. Vậy thì khi thay vì mình ngậm cái ngụm nước lạnh, mình uống cái ực một cái, cơ thể mình nó chưa kịp tiếp nhận, chưa kịp trung hòa, chưa kịp xử lý, nó đã chạy xuống dưới, nó làm cho cái nhiệt độ bên trong bao tử của mình chênh lệch nhau, rối loạn, co thấp, phản ứng. Vậy thì cái người nào mà trễ nhất, giả sử như cái thói quen, cái tập khí của mình quá mạnh, vậy thì cái giây phút mà mình bỏ cái ngụm nước vào trong lưỡi mình nó lạnh một cái, thì ngay lúc đó mình dừng lại vài giây, mình ngậm cái ngụm nước lạnh đó để cho nó lan tỏa trong miệng mình, trên lưỡi mình, để cái thân nhiệt của mình, cái nhiệt độ của mình trung hòa nó ngay đó. Và đồng thời nó cũng có kịp thời gian nó báo bộ chỉ huy, xin lỗi nghe, tôi lỡ đưa một cái đoàn không tốt vào rồi, bạn xử lý giúp tôi. Thấy chưa? Thì như vậy nó sẽ làm nhẹ hơn cái sự mâu thuẫn, cái sự tương tác, cái sự phản ứng bên trong mình. Và cũng vậy, khi mà quý vị lỡ đi ra ngoài đường, bây giờ mình không đem thức ăn của mình theo được, vậy thì khi mà mình mua một cái thức ăn mà bây giờ người ta cho gia vị nhiều quá, vậy thì khi mà mình bắt buộc phải sử dụng nó, trong cái hoàn cảnh đó mình cũng bỏ cái thức ăn vào miệng của mình.
mình ngậm nó lại một tí xíu. Xin lỗi bạn nha, tôi không có cái thức ăn khác tốt hơn. Vậy thì mình ăn chậm lại tí xíu, mình gửi một cái thông điệp tốt đẹp một tí xíu, thì thân và tâm của mình nó sẽ phối hợp với mình, đồng bộ với mình để cùng nhau giải quyết vấn đề. Thì khi quý vị làm được từng cái việc nuôi dưỡng của mình như vậy, thì bất cứ cái vấn đề gì bên trong nó cũng nhận diện kịp thời và xử lý kịp thời. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta bằng những cái thức ăn thô, thức uống mịn, cái suy nghĩ, cái sự có mặt vậy, thì khi quý vị sống trong gia đình của mình cũng vậy, những cái tương tác va chạm nhau chắc chắn phải có. Đó là quy luật của vũ trụ quý vị nha, đó là quy luật của vũ trụ, không có cái gì mà nó cứng ngắc, nó cố định hết cả. Quý vị tưởng rằng các cái hạt vật chất này nó không thay đổi, nó không va chạm nhau hả? Nó có sự tương tác va chạm nhau, nhưng mà va chạm ở cái mức độ nào nha? Va chạm ở mức độ nào, tương tác ở mức độ nào? Khi nó cân bằng giữa lực hút và lực đẩy, cái từ trường của nó cân bằng lẫn nhau, thay đổi lẫn nhau liên tục như vậy, thì nó giữ vững cấu trúc là một nguyên tử. Nhưng mà nếu chuyện gì xảy ra khi nó mất cân bằng giữa lực hút và lực đẩy mạnh quá thì lực hút sẽ yếu đi, thì nó đẩy một cái hạt vật chất đi ra xa, nó sẽ không còn là một nguyên tử nữa. Phải không? Tương tự như vậy, nếu cái lực hút của một cái đơn vị mạnh quá mà cái lực đẩy thì nó sẽ yếu đi, vậy thì nó sẽ va chạm nhau, nó cũng sẽ nổ tung. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong vũ trụ này tất cả mọi pháp nó đều có sự tương tác va chạm với nhau để nó tồn tại, với điều kiện nó phải cân bằng. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy đơn giản hóa, cụ thể hóa, bây giờ khi mình đưa cái thức ăn vào miệng mình, nó có va chạm không? Thưa quý vị, có. Phải không? Tức là nó phải va chạm tới miệng, tới lưỡi, tới răng. Rồi sau đó chúng ta qua thực quản. Nếu chúng ta đưa vào quá nhanh, quá thô, nó sẽ đau, nó sẽ nghẹn và nó sẽ làm cho mình nín thở. Phải không? Và thậm chí bây giờ quý vị đưa một cái thứ rất lỏng, quý vị đưa một cái ly nước vào, mà quý vị cũng vậy, nó có sự tương tác va chạm như mình hơn. Và chính vì vậy mình không tỉnh giác, mình đưa quá nhanh, quý vị uống nước quá nhanh, có bị sặc không? Có bị nghẹt thở không? Có luôn. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong sự sống của mình tất cả nó đều có sự tương tác va chạm với nhau để tồn tại. Vậy thì cái sự tỉnh giác của mình ở đây là làm sao ý thức được và cân bằng nó. Đấy. Ý thức được và cân bằng nó. Tương tự như vậy, cái hơi thở của mình, quý vị nghĩ rằng cái dòng không khí với oxy và bao nhiêu cái năng lượng từ trường nó đi vào cái lỗ mũi của mình, nó có tương tác không? Nó có va chạm không? Thưa quý vị, có. Ok, vậy thì không phải lúc nào mình cũng thở nhẹ nhàng bình an. Có những lúc mình phải thở thiệt là mạnh, thở cả bằng mũi cả bằng miệng mình mới có đủ oxy, phải không? Nhưng mà có những lúc mình thở thiệt là nhẹ khi mình ngồi bình yên hay là khi mình nằm thư giãn để chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chứ không phải lúc nào nó cũng phải là giống nhau y chang. Thành ra cái sự tương tác va chạm đó mình phải có ý thức tỉnh giác để làm sao duy trì cái cân bằng của nó, để sự tồn tại của nó có. Cái điều này là cái điều chúng ta phải tỉnh giác, chứ không phải là lúc nào cũng phải thiệt là chậm rãi, ngược lại lúc nào cũng phải vội vàng. Và cái điều này ai là cái người biết? Chỉ có mình. Chỉ có mình thôi. Quý vị đang khát nước, quý vị uống thiệt nhanh vô mà chúng ta không tỉnh giác, mắt nghẹn liền, sặc liền, chạy vào mũi, chạy vào phổi liền. Chúng ta đang đói, chúng ta ăn nhanh, chúng ta nhai nghiền rồi, thậm chí quý vị ăn ốc miêu hay là ăn khoai lang nhai thiệt mình rồi nha. Nuốt xuống một cái là nó mắc nghẹn, mặc dù nó rất là mềm nha. Chúng ta nuốt một cái trái chuối mà nó mềm mèo à, nhưng mà chúng ta nhai nát rồi, nhưng mà mình nuốt quá nhanh, nó mắc nghẹn liền. Vậy thì để đấy chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái trong vũ trụ này, trong đời sống mình bình thường lắm, nhưng mà mình phải có ý thức tỉnh giác để cân bằng nó, chứ đừng nghĩ rằng nó không có sự tương tác va chạm. Vậy thì trong cái mối quan hệ của mình với những cái người thân xung quanh, trong gia đình của mình, trong công xưởng của mình, nó cũng luôn luôn có. Không bao giờ mà mình nói là nó không có sự tương tác va chạm, không bao giờ mà nó có sự mâu thuẫn. Ngay cả trong chính bản thân mình, cái suy nghĩ của mình, cái ý niệm của mình mà nó còn mâu thuẫn lẫn nhau mà, đúng không? Nó còn thay đổi liên tục. Người ta nói 9 người 10 ý,
Nhưng mà thật ra có một người thôi mà đã cả vạn ý, cả tỷ ý rồi, chứ đừng nói ở bên ngoài. Thành ra cái làm sao mà chúng ta ý thức tỉnh giác được để chúng ta làm mới trong từng giây phút, từng hoạt động, kể cả cái mình nhất là cái suy nghĩ của mình, tới cái hơi thở của mình, cái cảm giác tiếp xúc va chạm của mình với các vật thể hay với con người, với sinh vật, và cái bình thường hóa của nó trong đời sống của mình là cái ăn, cái uống, cái ngồi, cái đi, cái tập luyện. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Cái gì đang thiếu vắng là cái đó đang không được nuôi dưỡng. Vậy thì bình thường mới, nhưng mà tất cả đều rất bình thường. Hãy làm mới nó lại. Có thể mình quên bây giờ, thì mình sẽ cố gắng mình nhắc nhở mình để mình nhớ lần kế tiếp. Thì như vậy, đó là cái thông điệp mà chúng tôi mong rằng quý vị nhớ để mình biến thành hiện thực cho chính mình. Thì mình mới hy vọng có được cái nội lực bên trong, có được cái sức khỏe bên trong, có được cái trí tuệ bên trong, và từ đó mình càng lan tỏa nó ra nhiều cho những người thân, cho cộng đồng của mình, thì mình sẽ thu lượm lại, mình sẽ gặt hái lại được nhiều hơn. Và đó là cách để bảo vệ mình trong tất cả mọi tình huống và để giúp cho mình thành công. Còn nếu không, chúng ta nghĩ rằng lâu nay mình bị giam, tù túng quá, thiếu thốn quá, bây giờ bung ra, coi chừng có bao giờ có bị đặt lại vấn đề không? Cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đã tốn biết bao nhiêu tỷ 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 đồng ngân sách nhà nước nói riêng, chưa nói là bao nhiêu mạnh thường quân, bao nhiêu người phải bỏ tiền ra. Thấy không? Đó, thứ nhất nói đồng tiền. Thứ hai, nói về nhân sự. Đừng nói gì nhân sự của hết tất cả, chỉ nói nhân sự của ngành y tế thôi, của cán bộ y tế thôi, đã kiệt quệ trong một cái khoảng thời gian quá dài, đã chống chọi hết sức. Và gì nữa, bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu mạng sống của cán bộ y tế và của người dân, vài chục ngàn, mà thực sự chúng ta gọi là có khống chế được bệnh chưa? Hay là bệnh càng ngày nó càng đang càng lan tràn, nó đang đột biến liên tục, nó đang mức độ nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vậy thì nếu chúng ta không ý thức được điều này mà giờ chúng ta bung ra hết như vậy, chúng ta liệu còn đủ ngân sách hay không, còn đủ lực lượng để đối đầu hay không? Chúng ta